Anh lên sáng trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen chiều khuya như là bạn mình. Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm mình thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em. Gặp nhau mỗi đêm ở trong kênh chat nhỏ, chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên. Nhưng đam mê không ngủ quên ở trong căn gác nhỏ. Ngày, từ ngày qua đêm, từ đêm qua tôi cứ trôi qua ngày, ngồi một mình nơi đây. Giờ ngân quan anh em, dù ở phương xa cũng như một nhà. From MC with love. Chăm vợ chăm con chăm làm, trăm phần trăm mỗi kỳ nâng chén. Chăm on cho vài trăm ngàn anh em, lâu lâu lại nghe tôi chém. Không ồn ào và không ầm ĩ, dân đồng Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Music game mình on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho độ tộc và khóa hết mồm mấy thằng trẻ trâu. Ok. Yo! Xin chào các bạn nhỏ thân yêu. Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ. Nhanh vãi cứt, chúng ta lại đến với một tuần mới rồi. Và tất nhiên là vừa đến tuần mới cái chuẩn bị chúng ta lại chúng ta lại gặp nhau vào cuối tuần rồi các bạn. Thời gian trôi nhanh vãi cứt. Mẹ tôi mới nhắc tôi là chuẩn bị đến mùng 1. Con chuẩn bị mua hoa quả về thắp hương. Có nghĩa là còn 2 tháng nữa đến Tết mẹ rồi. Đúng nhỉ, tôi tính có chuẩn không nhỉ? Đây, không chat đây các bạn. Cảm ơn Phin nhá. Cảm ơn Văn Hùng nhá. Cảm ơn các bạn mới donate nhá. 2 tháng hay 3 tháng nữa nhỉ? Nhanh vãi cứt. Wow. Chính ra là mình mẹ vừa đón Tết xong mà nhỉ? Sao nó nhanh vãi cứt vậy? Xong lại chuẩn bị Tết. Ê. Mà Tết năm nay lại rơi vào đúng tháng 2. Tháng 2 năm nay bao nhiêu ngày nhỉ? 28 hay 29 ngày nhỉ? Tháng 2 năm nay 29 ngày. Nghĩa là về quê khoảng 8 ngày là đẹp. Sau đấy là 21 ngày còn lại là ngồi làm. Cảm ơn Nhật Linh nhá. Ừ, cảm ơn bạn Điều. Thank you bạn. Cảm ơn Nguyễn Lưu nhá. Vợ chồng em gửi em chút tấm lòng. Cảm ơn bạn nhiều nhá. Mẹ, sao tôi cảm giác kiểu tôi nói chuyện xong tôi thở cứ có một cái sợi lông mũi đứng ngọ nguậy để thấy đéo nhỉ, chứng tỏ là mẹ mà nó phải khiêu khích tôi kiểu muốn tôi nhổ nó ra, bực thực sự. Bố mày mà tìm được rồi, bố mày mà tìm được rồi.
Ui, nhìn này. Mẹ chết tươi luôn, đúng sợi lông mũi đấy các bạn ạ. Cái tội dám thách thức tôi, nhìn này. Ơ, các bạn đéo nhìn được nhỉ? Đây này. Nhìn này, để ở đâu cho các bạn nhìn được nhỉ? Đây này. Đây này. Cảm ơn Kim nhá. Tôi bị cái tật ngồi nhổ lông mũi các bạn. Mẹ cứ sợi nào lòi ra tôi nhìn mà khó chịu là tôi nhổ mẹ hết. Cảm ơn Thắng nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Mama King. Wow, 1 triệu. Mong các cháu ở những nơi khó khăn sẽ học được những con chữ sau giúp đỡ quê hương. Cảm ơn anh Độ. Ờ, cảm ơn em nhiều. Ê, lúc nãy tầm 9 rưỡi tối, thằng Khôi với cả thằng Nhím nó vừa mới về đến Hà Nội xong. Vừa về đến Hà Nội cái nó gọi điện bảo anh ơi, bảo em mà về đến trường kinh tế rồi anh có ở nhà không để em qua đưa cho anh cái GoPro. Tôi cũng tiện mồm tôi hỏi luôn, nó mà về sớm thì tôi làm clip được chứ chúng nó về muộn quá. Tầm này thì làm thế đéo được. Tôi có hỏi luôn là thế video quay có cái gì nhạy cảm không? Để anh còn biết. Không thì nếu như không có gì nhạy cảm thì thôi tí nữa anh xem suộc của bọn mày luôn ở trên stream. Nhưng mẹ anh đỡ phải ngồi edit chứ. Giờ này đi vật lý trị liệu mẹ toàn đi từ trưa xong rồi đến tầm 6-7 giờ tối mới mò về nhà. Ăn cơm tắm rửa gì đấy cái đến giờ làm mẹ rồi ngày đéo nào cũng như thế. Thế thì làm thì đéo nào được. À, Meat Boy nhá. Em mới xem lại anh của 4 năm trước rồi nhìn lại anh già đi nhiều. Ui bạn ơi làm sao mà không già được. Ngày đéo nào cũng mẹ 6 giờ sáng mới ngủ. Chiều mới dậy, ăn uống thì thất thường, ngủ nghỉ thì vớ vẩn. Thỉnh thoảng lại còn thức đêm, thức khuya, thỉnh thoảng còn đéo thèm ngủ. Sau rồi đi mẹ kiếm tiền, quay quảng cáo, không già hơi phí. Xong rồi mẹ thỉnh thoảng làm trận nhậu. Già là chuyện bình thường các bạn ạ. Quan trọng là mình già về thể xác nhưng mà mình đừng già về tâm hồn. Già về tâm hồn là khó tính lắm các bạn nhé. Cảm ơn Dũng và Loan nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Nào nó cũng phải là vui vẻ. Nhưng mà cá nhân tôi thì thấy là so với cái lứa tuổi của tôi ấy, lứa tuổi bọn 89-90 88-89-90 bọn tôi thì tôi cũng thuộc dạng là trông nó cũng trẻ. Ra ngoài đường mọi người đều nói là tôi sinh năm khoảng 97-98. Này những người mà không biết về tôi ấy, thì toàn đoán là tôi chắc là kiểu mới ra trường đi làm. Còn người ta mà biết tuổi thật của tôi thì thường người ta có dấu hiệu là hoảng hốt. Người ta bị giật mình. Và những người có biểu hiện là ôm ngực ôm tim kiểu ôi trẻ thế à. Kiểu thế các bạn. Nên là đôi khi tôi cũng không muốn công bố số tuổi của tôi cho những người lạ biết cho lắm. Không tốt cho bệnh tim mạch. Cảm ơn bạn mới donate một lốp nhá. Ui mẹ mà ông để cái tên đấy tụi đéo biết cảm ơn nhỉ. Cảm ơn NGHGL. Cảm ơn bạn nhiều, thank you bạn. Tôi chính là so với cả dưới đồng bằng ấy thì tôi là một thằng lấy vợ sớm. 24-25 tuổi tôi lấy vợ mẹ rồi. So với dân miền núi bọn tôi ấy, tôi là một thằng lấy vợ muộn. Tại vì cái hồi mà tôi lấy vợ tầm tôi 24-25 tuổi ấy, bạn bè tôi có con mẹ hết rồi. Nên là già là chuyện bình thường. Cảm ơn giấu tên nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Nhưng mà được cái là ui 3 triệu mẹ em tưởng 3 lốp ạ. Cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn Thành Long nhá. Nhưng mà lấy vợ sớm thì nó cũng có những cái lợi ở nó. Mình trưởng thành sớm hơn. Mình lập nghiệp sớm hơn. Và mình ổn định nó sớm hơn. Và tất nhiên là khi mà đã ổn định rồi, khi mà đã có vợ con rồi thì mình sẽ không sa đà vào những tệ nạn xã hội. Ví dụ như là nói tục chỉ vậy. Ví dụ như là hút hít nhiều thứ linh tinh không có hại cho sức khỏe. Ví dụ như là hút thuốc lào. Ví dụ như là hay đi chơi đêm. Ví dụ như là thức khuya. Ví dụ như thế. Mình sẽ có ý thức tốt về sức khỏe hơn. Chăm lo gia đình mình trưởng thành hơn. Các bạn giấu tên nhá. Mẹ thằng nào vừa comment 100 đô ở đây nhá. Thằng nào nhá. Ban chết mẹ nó cái mà. Mẹ có mấy thằng cứ ngồi mẹ chat donate fake vớ vẩn vớ vẩn. Cảm ơn anh Đức nhá, các bạn nhiều. À chết rồi, tí phải có file cái. Có file luôn nhỉ. Có file cái các bạn ơi. Đầu tiên là phải kiểm tra hiện trạng máy móc xem là chúng có làm rơi vỡ gì không. Ui các bạn ơi, tôi phát hiện ra trên này có một sợi tóc các bạn ạ. Để các bạn có nhìn được không, nhưng mà trên này có một sợi tóc. Một sợi tóc không hề ngắn. Một sợi tóc rất dài. Và sợi tóc này chắc chắn là của một người con gái. Ui dính có mẹ xuống tận tít dưới này ạ. Vãi cả cứt thật.
Wow. Biết là anh Khôi với cả anh Linh chui vào đâu mà tự nhiên có sợi tóc dài vãi cứt. Hiện trạng máy móc là trông vẫn khá là ok này. Oh, lông chim à? Không, lông chim không thể dài thế được. Thằng này mới dùng đến cục pin số 3. Thằng này, à không, nhưng mà riêng với thằng Khôi tôi nghĩ là nó sẽ đéo dùng theo thứ tự đâu. Thằng Khôi với thằng Nhím thì bừa cục nào rút cục đấy. Cảm ơn dấu tên nhá, cảm ơn Nà Mè nhá, cảm ơn bạn. Đây. Ơ, sao cắm thẻ nhớ mà đéo lên nhỉ? Ơ. Các bạn đợi tôi tí nhá. Mẹ hơi khó nhưng mà tôi phải rút cái cổng Type-C của nó ra cắm lại. Tôi nghĩ cái đầu đọc thẻ nhớ tôi có vấn đề. Hỏng cái áo thẻ với cả cứt thật. Đây. Cảm ơn Tuấn nhá. Ai à, quay nhiều vết mẹ với đéo quay mày vụn vỡ vậy. Từng tí một. Hai thằng em tôi đi 2 ngày 1 đêm quay được 106 file. Ui. Nó quay, chúng nó quay hết 100 GB. Trông có vẻ là cái đéo gì cũng quay sao nhỉ? À. Đi coi. Trông có mặt vãi cả cứt. Rồi từ từ. Rồi nó có thêm khoảng 3 cái file. Đây là ba cái file ba cái file ở Hàn Quốc tôi quay bằng cái này, thăm lết. Góc gạch xây trường. Đây là Mù Căng Chải Yên Bái. Yên Bái tháng 12 năm 2023. Đây là quay bằng GoPro 12. Ơ, viết ngược mẹ rồi. Thôi tí nữa sửa tên lại sao. Ê,
trông mẹ mấy ông em này trông có vẻ là cũng kiểu, hiểu không? Ông Khôi lần đầu đi trông có vẻ khá là nhiệt tình quay ấy. Em nhím là trông có vẻ khá là nhiệt tình quay, hiểu không? Thỉnh thoảng được đi có vẻ xây trường trông mặt vui và hớn hở vậy đấy. Ok đấy chứ. Tụi đéo biết chúng nó có quay biển mà chúng nó biết quay lớp học lớp hiếc gì không mẹ. Trông phai trông có vẻ lêu hêu, lại còn trông quả sót đây hình như có đi ăn thịt nướng nữa hay sao này. Khâu phạ mù căng trải. Ây à, thì nghe tôi chưa đi mù căng trải bao giờ đấy. Trông lưu tư diêu phết nhỉ. Rồi quay thì đéo nào mở lên phát. Yeah. Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi chính là khu vực dù lượn Khao Phạ. Đây là địa điểm tương đối đẹp, chuyên dùng để các gọi là phượt thủ, cũng là những người mà thích kiểu khám phá du lịch các thứ, người ta sẽ ở đây. Hấp dẫn đấy, hấp dẫn đấy. Được. Ok, cóp xong tí anh em cùng nhau xem nhé, cho đỡ đơ các bạn ạ. Hóng. Cảm ơn Cường nhá, cảm ơn Tây Vô nhá. 73 đô à? Đây để tôi kiểm tra lại. Làm vlog luôn á. Ê, hay là tí nữa sang bên Nemo làm vlog nhỉ? Tại vì tôi cũng chưa biết thuộc như nào đúng không? Rõ ràng là mình vừa ngồi xem, vừa ngồi phân tích, vừa ngồi làm là nó hợp lý. Là toàn cái mới mẹ luôn. Xem đến thuộc nào là mình đắp vào thuộc đấy. Hợp lý đấy. Có bạn Chopper, em góp viên gạch xây trường cho các bé từ Montreal with love. Montreal là ở đâu vậy? Mẹ mày, tao muốn copy cái chữ này thôi mà sao nó cứ phải copy ra đằng sau nhở? Thế ngu thực sự. Montreal Canada. À ui, có bạn tin à, bạn này là 2 ngày trước mẹ rồi. Cảm ơn Noah nhá, cảm ơn bạn nhiều. Làm nghề này nhàn quá. Ui bạn, nhàn thì bạn làm thôi. Đúng không? Nhưng mình thấy cái nghề mẹ nhàn như thế này rồi, kiếm ra tiền lại còn theo đúng cái đam mê, tại sao mình lại không làm nhỉ? Hãy bắt đầu become, trở thành một streamer đi các bạn. Bằng cách đăng ý ký ngay một tài khoản ở trên Nemo.tv và trở thành một streamer nổi tiếng, đồng hành cùng nền tảng Nemo.tv, platform tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Còn chần chừ gì nữa, lập ngay tài khoản đi các bạn ơi. Các bạn giấu tên nhá. Cảm ơn Cương nhá. Này chơi phá án đi à, phá án bọn tôi phá đảo mẹ rồi bạn. Cảm ơn Pertip. Cảm ơn Gần Nú. To cam lên tí. Nãy vừa thấy có người khen mình đẹp trai với cả trẻ, sinh năm 97-98 xong phải cam phải to một tí các bạn có ngắm được chứ. Cảm ơn Khánh Đần nhá. Ha. Khánh Gian, à Khánh Gian, cảm ơn bạn nhá. Các bạn giấu tên nhá, em có viên gạch. Cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn bạn. Lego tối nay có chứ? Tối nay anh em mình theo lịch là anh em mình sẽ phá đảo nốt Lego các bạn nhá. Game đấy thì hơi kén người xem một tí nhưng mà tại vì bọn tôi đã lỡ nghiện game đấy rồi nên là bọn tôi phải phá đảo cho nó xong đi, xong rồi bọn tôi còn nhận tiếp 200 đô. Từ bạn Mutit Mutat. Em xin chung tay giúp đỡ các bé. Ôi anh cảm ơn nhá. Anh bú 200 đô của em luôn. Cảm ơn Quang Linh nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Thank you bạn. Cảm ơn Canh nhá.
từ từ. Mới có treo lờ của sao nhập ngũ hay sao ấy nhỉ? Xem cái sao nhập ngũ. Đúng là nếu như mà tôi mà không bị đây treo lờ đây. Nếu như mà tôi mà không bị thoát vị đĩa đệm là tôi sẽ bay trong Sài Gòn để tôi đi quả họp báo sao nhập ngũ này đấy. Ừ. Cũng thích, cũng thích. Nhưng mà đang đau lưng quá. Ngó thử tí xem nào. Chắc xem không bị bản quyền đâu nhỉ. Mình chưa kịp xin. Chắc không sao đâu. Có tí quen biết mà. TV 360 xem theo cách của bạn. Ây à. Đồng chí Huỳnh Lập. Tám nhân vật trải nghiệm. Đã quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chưa? Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Ủa? Quyết tâm đéo trông kỳ vậy. Mẹ, đồng chí La Vinh Phát trong mặt quyết tâm kìa. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Trời ơi. Trong khi bạn tôi từ từ nhá, để tôi chảy cao với cái. Ê. Bạn tôi trông mặt rất yêu đời. Tôi nghĩ đây là chắc là một trong những ngày đầu. Ừ. Nên là trông mọi người trông rất tươi. Có mỗi đồng chí kiểu La Vĩnh Phát ở giữa này trông mặt có vẻ không được quyết tâm cho lắm. Mũ thì đội lệch sang một bên đấy. Trông buồn cười lắm chịu được. Quyết tâm, quyết tâm. Hiểu trông hớn hở đấy. Số này là một số đặc biệt hay sao? Cảm thấy kiểu bị ngợp. Ủa, đây là học y tế à? Mẹ học bài này nặng vãi cứt các bạn ạ. Ngày xưa tôi xin ngất với bài này. Boom. Các đồng chí chạy. Các đồng chí. Em rất bất ngờ. Cũng phải có cái gì gọi là sự mở đầu một xíu. Không có. Vào luôn. Wow. Nhá, yeah, mình chơi thôi. Ê. Đồng chí Mono này có vẻ là yêu đời này. Ở đồng chí Mono này năng lượng tích cực này. Mở đầu một xíu. Đẹp dai. Không có. Vào luôn. Wow. Nhá, yeah, mình chơi thôi. Chiến đấy, chiến đấy. Nhưng mà nhiệm vụ chúng ta là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Để đủ khả năng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Từ từ nhá, cái gì Sơn ấy nhỉ? Phạm Văn Sơn. Thế là anh này là anh trung đội trưởng à? Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Trong đó có gia đình và bạn bè người thân đồng chí. Trông bạn tôi kìa. Mặt nó to đến cái mức mà cái quai của cái mũ còn đéo đeo vào được. Nhưng không sao. Trông bạn tôi vẫn oách, xà lách. Trông bạn tôi vẫn đỉnh. Khi mà mình đã đồng ý mà mình tham gia chương trình rồi thì những cái thứ này là mình đã đồng ý ngay từ đầu. Và đối với mình không sao cả. Đó, vượt qua được. Mình bị bất ngờ về cái nội dung và cái khối lượng công việc của cái mùa này là vô tiền khoáng hậu, là chưa từng có xuất hiện trong sao nhiệm vụ cái mùa trước. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, sang bằng tất cả. Dù có trong đây sánh vai vô hết. Ê à,
No Dead. Mục tiêu lớn nhất của em là thay đổi bản thân. Đồng chí Sexy Tip này tôi đã từng gặp ở ngoài đời rồi các bạn. Mẹ tôi đã từng xem mấy cái clip nó diễn. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà tôi nhìn thằng này là nó vuốt tóc đẹp vãi cứt. Ừ, nó lên diễn. Phong cách diễn của nó thì cũng tự nhiên, tự tin vậy đấy. Đỉnh. Tóc nó vuốt đẹp, đéo chỉ là lọn nào do lọn đấy. Trông kiểu, ui mẹ, đéo sao thằng này nó vuốt tóc đẹp thế nhở. Xong đến cái hôm mà có một hôm tôi đi việc, thế là tôi gặp nó. Ui, ngoài đời ông này gầy vãi cứt. Tôi đã tưởng virus bạn tôi là một trong những người có thể đóng được sách ở Ai Cập rồi. Nhưng không, từ khi tôi gặp ông này, mẹ, ông này gầy, đéo chịu được. Sexy Tip trở thành một phiên bản tốt hơn. Như một cái gậy luôn. Rất là khắc nghiệt. Ở đây không phải là vấn đề xin lỗi chỉ huy hay xin lỗi ai, mà ảnh hưởng đến cái việc học tập của cả tập thể. Nhắc lần một, vấn đề nhắc lần hai. Chung người một, cao trí tập trung ra giam là không bảo đảm. Dù ở vị trí nào, thời gian nào, tất cả quân nhân nghe thấy mệnh lệnh của người chỉ huy phải nghiêm túc thực hiện. Sau đây, các chúng tôi chỉ huy về trí, tập trung lại, bắt đầu. Đuối rồi, rất là đuối rồi, mệt, thật sự quá mệt. Lên được. Em không chấp nhận là bây giờ em sẽ là cái cục tạ của bất cứ đội nào. Đánh bắt đầu. Đánh. Xin lỗi, tôi đánh hụt. Xin lỗi, tôi đánh hụt địch. Xin lỗi địch hay xin lỗi tôi? Dạ xin lỗi. Xin lỗi trung đội trưởng vì tôi đánh hụt địch, cho tôi xin phép được đánh địch lại. Đồng chí Tuấn kiểm tra giúp tôi xem là hơi thở của đồng chí Phát đã thơm tho chưa? Thưa đồng chí. Bên phải bên trái. Quay. Xin đồng chí cân nhắc kỹ à, việc này có nguy hiểm quá không ạ? Không sao. Rõ. Thở mạnh vào. Đừng phun nước bọt là được. Thơm không đồng chí Tuấn? Uầy, mono đẹp trai vậy. Dạ, báo cáo đồng chí trung đội trưởng có mùi trứng ạ. Đồng chí nào đối với tôi? À, tụi rồi, nhanh chóng, bắt luôn. Uầy, bơi vượt sông. Phát ổn, Phát ơi. Phát cố lên. Bài này vãi cứt đấy. Chưa bao giờ mình xài sức mạnh của mình, ý chí của mình. Trời. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Sơn. Tôi có hẹn với đồng chí Nguyễn Huỳnh Sơn một trận đá bóng vào tháng 12, cuối tháng 12 hoặc là đầu tháng 1. Nhưng mà giờ toang rồi. Khổ đéo chịu được. Trong mặt đồng chí đây mà nhớ. FC Refund. Đá bóng với FC, các bạn biết FC tên là gì không? FC Đon Đả. Đon Đả đúng không nhỉ? Ừ đúng rồi. Ừ. Nghe quả FC nghe kiểu nấu ruột đéo chịu được. Nó rõ ràng như hai ngày hôm nay. Ui. Một là bạn phải bước tiếp. Hai là bạn sẽ nằm lại. Mẹ B40 á. Là bạn sẽ nằm lại. Chắc mang ra để quay thôi. Ui. Mẹ bao nhiêu năm tôi đi mấy chương trình quân sự rồi, chưa giờ tôi được nhìn thấy quả B40 bắn bao giờ. Ê, ghen tị thực sự. B41 à. Ui. Mẹ trông thích vậy đấy nhờ. Mà quả đấy chắc chắn là đéo có quả giả đúng không? Quả đấy bắn là chắc chắn là đầu đạn nó phải là đầu đạn thật. Không nổ to như thế cơ mà. Đỉnh 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 đấy. Mùa này
đầu tư giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media. Nhưng mà xem qua trailer thì trông có vẻ là mùa này sẽ không có xe tăng à, mùa mình còn được quả trải nghiệm xe tăng. Nhưng mà mùa này bù lại là thuốc nổ có. Không thể nếm lựu đạn nhỉ? Chắc cũng có phải có, chắc cũng có phải có nếm lựu đạn không? Bơi sông, y tế, bộ binh. Thuốc nổ. 20:20 thứ năm là ngày bao nhiêu? Ngày bao nhiêu? YouTube là 20:30 là 8:30 tối thứ năm. Năm tuần này ngày 14 à? Từ tuần này à? 14 tháng 12 là từ tuần này à? Hay thế chứ. Được cái chứ. Khuôn mặt của Mono nhìn thấy sự quyết tâm, dũng cảm và anh hùng như những người quân nhân thực thụ. À, được này. Dàn cát mùa này ưng quá trời quá đất thế hóng. Cố lên anh Toàn bắt boy, em tin anh làm được. Anh Toàn bắt boy đánh giấm đi. À, để ngày mai tôi hỏi bên bên Viettel Media này xem là tôi có reaction được không. Nếu như mà bên đấy cho phép reaction ấy thì hàng tuần thứ năm hàng tuần, là thế thì tối thứ sáu hàng tuần ấy, mình phải để một ngày mình mới reaction, thì tối thứ sáu hàng tuần là anh em mình sẽ cùng nhau xem, hiểu không, sao nhập ngũ. À, hợp lý, hay đấy. À, một tập như ngày xưa là một tập nó diễn ra bao nhiêu nhỉ, 45 phút à? Một tập khoảng một tiếng. Ừ, thế là mỗi tập anh em mình ngồi xem thử. À đây, hôm nay vừa họp báo đây. Ủa, Châu Chiến nhờ. Xin mời chiến sĩ Vinh Hoàng ạ. Dạ, mình có thể làm mẫu. Thế là mình mẹ, năm của mình không họp báo. Hay á. Thứ bảy mới có trên YouTube ấy. Ờ kìa. Vừa ghi là tối thứ năm xong ông bị làm sao đây. Nhiễu. 20:30 thứ năm logo của YouTube. Cãi. 20:30 thứ năm, hình như cái logo này là của Mocha thì phải. Cái này là của TV 360, cái này của kênh Quốc phòng Việt Nam. Cái này SCTV, cái này là HTV. Ờ. Ừ, chắc cái donate đấy, tôi vừa thấy cái donate mấy triệu thôi. Ê, cóp xong chưa nhỉ? Chưa xong, 88% rồi. Thứ 6 coi hợp lý rồi. Mình phải giãn một hôm nữa chứ các bạn. Ủng hộ ít quà cho các cháu. Mọi người góp gạch rồi, em xin góp kẹo bánh cho các cháu. Các cháu sâu răng chết bạn ơi. Em đi làm thêm được tip gửi đôi viên gạch ủng hộ anh. Ui, tip hẳn 5 lốp ạ, tuyệt vời. Cảm ơn Sơn nhá, cảm ơn bạn không đặt tên nhá. Cảm ơn hai bạn nhiều. À đây có bạn này, donate 2 triệu, bạn Khải Gunner. Cảm ơn anh đã cho em cảm hứng làm những điều đúng đắn từ Seoul with lò vè. Cảm ơn Sơn nhá, cảm ơn em. Cảm ơn Hiệp Bún nhá. Cảm ơn bạn là gì bên dưới donate 100 nghìn nữa. 11 tháng 12 là ngày hôm nay à, đúng. Ui, có bạn donate 5 triệu, bạn Phạm Tuân. Em góp viên gạch ạ. À. Chúc anh niềm vui, sức khỏe và live stream vui vẻ. Ơ, anh cảm ơn em nhá. Cảm ơn Tuân, cảm ơn em. Thảo và Thành góp viên gạch. Đây, bạn đã đốt hết 5 triệu. Bạn Tiến Trinh. Anh độ live stream vui vẻ. Mama King đốt hết 1 triệu. Mong các cháu ở những nơi khó khăn sẽ học được con chữ sau quay lại giúp đỡ quê hương. Cảm ơn anh Độ và bộ tộc, vinh dự là một phần của bộ tộc. Ok rồi các bạn ơi, còn bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau check thử cái suộc.
đi khánh thành điểm trường của cháu Lê Khôi và cháu Linh Bím Chua. Tuy nhiên trước khi đến với cái báo cáo này, tôi nghĩ là anh em mình cùng nhau xem lại cái báo cáo điểm trường. Từ từ đợi tôi một tí. Cái báo cáo tiền trạng. Đây là điểm trường Suối Cộp Sơn La, không phải Phú Nhu, La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái. Thôi thì anh em mình cứ thống nhất với nhau là mình xem trên livestream luôn nhá, tôi không ngồi edit nữa nhá, tại vì edit thì sợ nó hơi lâu. Báo cáo tiền trạm điểm trường Mầm Non Pú Nhu, Háng Sung, La Pán Tần, Mù Cang Chải, Yên Bái. Đơn vị thực hiện anh Phùng Thanh Độ và cộng đồng bộ tộc Mixi Gaming kết hợp với đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân, luôn là như thế, năm nay năm thứ tư rồi. Điểm trường Pú Nhu tên đầy đủ là Pú Nhu Háng Sung, có đường đi vào tương đối thuận lợi, cách đồi mâm xôi không xa. Điểm trường bản nhưng mà có 94 cháu học sinh mầm non, nhưng mà hiện tại chỉ có 3 lớp. Ui, mẹ quả bản mà một trường mầm non có 94 cháu, không phải là đông bình thường mà là đông vãi cứt các bạn. Bình thường một lớp mà mầm non là mình khánh thành ở những cái điểm vùng sâu vùng xa ấy, nó rơi vào khoảng 30 đến 40 cháu là đông rồi nhá. Đấy là đông đấy các bạn. Thế mà điểm này, từ từ tôi tắt tiếng luôn hết cái. Thế mà điểm này mẹ có những gần 100 cháu và có 3 lớp. Điểm bản có một dãy 3 phòng dựng bằng tôn một lớp, nắng lên thì nóng và mưa thì rất ồn. Điểm trường có một dãy nhà gỗ, lợp mái bê chô xi măng ẩm thấp, sập xệ và không đủ điều kiện làm phòng học. Đường đi tương đối thuận lợi, xe tải 5 khối có thể lên đến tận trường. Ui, điểm này thì lại nhàn quá nhờ. Điểm này tôi cũng có ngó qua rồi, tôi thấy nó khá là đơn giản. Nên là cho mấy đứa đi là hợp lý. Đường bê tông rộng khoảng 1,5 mét. Ui, trải bê tông một phát vào tận trường luôn thì nó lại ok la quá. Đây rồi, điểm trường Pú Nhu, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, trường Mầm Non Họa Mi, điểm trường Pú Nhu. Trong khuôn viên trường có 3 dãy nhà. Đây là nhà cộng đồng của bản, nhà tôn. À, ui, nhà cộng đồng của bản. Nhà cộng đồng là lấy tạm về làm trường mầm non à. Dãy 3 phòng học, 4 vách và mái đều là bằng tôn một lớp nên là rất nóng khi trời nắng. Và khi nắng to thì mái co giãn có tiếng nổ lộp bộp. Đặc biệt là rất ồn khi trời mùa gì. Dãy nhà gỗ đã hư hỏng ẩm thấp, lợp xi măng xung quanh, thưng bằng bạt, vẽ trang trí các hình ảnh. Ui thấp thế nhở. Thế này cao 1m7 như tôi lơ ngớ đứng lên còn đập mẹ đầu vào chứ. Tấm gỗ bị hư hỏng. Ủa, thế này mà mưa hắt vào thì cái gì đây? Mái xi măng bị vỡ và hở nên là mưa bị dột nặng. Bách cả cứt quả lớp học ạ. Nền bằng đất nên là khi mưa dột thì có bùn lầy. Tấm ván bị mối sông. Ui, mục mẹ hết rồi. Ui, giống cái nhà ngày xưa của tôi thế. Ngày xưa nhà tôi ở nhà cấp 4 cũng như này các bạn. Khi mà cái mái ngói nó bị vỡ hết rồi à, trên Cao Bằng thỉnh thoảng 1-2 năm nó lại có trận mưa đá cơ. Mỗi lần mưa phát vỡ mẹ ngói. Thế là nhà cứ phải mua mấy cái bạt này về chăng vào bên trong. Bên trong lúc nào có mấy cột kèo kiểu này, xong rồi chăng hết vào để mưa nó không bị dột. Mà ổn lắm. Ui, mối. Vách phía sau đóng bằng gỗ cũng đã mục và mối. 3 phòng học dựng bằng tôn một lớp, trời nắng thì rất nóng. Trao đổi cùng chủ tịch xã, trưởng bản và các thầy cô giáo. Đề xuất 2 phương án. Phương án 1 là xây dựng 2 phòng học, 1 nhà bếp thay thế dãy nhà gỗ. Phương án 2 là xây dựng 3 phòng học thay thế 3 phòng tôn. Và 2 phòng học, 1 nhà bếp thay thế dãy nhà gỗ. Đây là phương án 1. Mình sẽ xây 2 phòng học và 1 nhà bếp. Chi phí của phương án 1 nó sẽ là 260 triệu 890 nghìn.
Còn đây là phương án 2, xây 5 phòng học và 1 nhà bếp. Ngoài 2 phòng như trên, thay thế mới cả 3 phòng tôn. Nếu như mà xây theo phương án 2 thì hết 602 triệu. Ui, đây là đồi mâm xôi đấy à? Mấy là chính em Mù Căng Chải đẹp nhỉ? Hình như tôi chưa đi Mù Căng Chải bao giờ sao nhỉ? Tôi hết mẹ rồi. Đấy là cái báo cáo... Đấy là cái báo cáo của cái điểm trường khi mà chưa xây dựng. Còn bây giờ anh em mình cùng xem là... Là hai anh trai kia đi điểm trường như nào các bạn nhá. Từ đợi tôi tí. Tôi phải rút cái thẻ nhớ ra đã. Khiếp mẹ, mấy cái thằng này quay đéo quay lắm thế nhở? Phải cả cứt thật. Đây là mấy cái shot hôm trước đi Hàn tôi quay bằng GoPro. Nhưng mà đúng là bây giờ quay bằng con Osmo nó đẹp vãi cứt rồi. Quay lại nhìn cái xuồng GoPro nó lại hơi nát. Cái gì đấy? Ok hả? Em khoai. Eo em khoai trông. Trông đứng hình thế. Trông múp vậy. Máy nghe mà. Nè, trông có vẻ yếu biết dùng. Bắt đầu đây. Yo, xin chào các bạn. Ui. Sau khoảng độ hơn 2 tiếng di chuyển từ Hà Nội thì hiện tại bọn tôi đã có mặt tại một địa danh. Nó tên là Mị. Mị Nương hả anh? Chắc là Mị Nương. Mị Nương thì trong tác phẩm gì em biết không? Sơ tinh thủy tinh. Trời ơi, chuẩn chưa anh? Hay là trong vợ chồng La Phủ cũng sao? Đây, đây là khung cảnh ở Mỹ. Mỹ này thì đến Yên Bái chưa nhỉ? Khung cảnh đâu anh? Quay cho mọi người xem. Tiếng tứ tứ. Nói chuyện xong rồi, quay. Ở chưa anh ơi? Cái này đang thuộc chỗ nào? Bây giờ mới khoảng tầm 10 rưỡi thì em nghĩ là phải tầm đầu chiều mới đến cơ. Chỗ này là đang ở tầm giữa, nên đi từ 8 giờ à 7 giờ. Chỗ này đang ở tầm giữa anh. Đâu cả ăn phở nữa thì mình mới lên đây mới có 2 tiếng. Thì chắc chưa đến đâu. Trời ơi. Quay ra. Khung cảnh xung quanh. Có gì nào? Được quay không đây? Có, đang quay thì quay vlog không anh? Đấy, quay như này thì là quay khung cảnh đằng sau hả? Đi phải khung cảnh trước chán. Không phải vặn ra chứ. Đâu mày vặn ra xem nào. Không bạn nữa. Hai thằng này nó đéo quay vlog bao giờ các bạn ạ. Thề. Đâu? Có nhảy nhỉ? Vâng. Xong ngửa lên. À. Ôi à. Xị thế nhỉ? Anh không biết à? Đi. Thế là mình quay vlog. Anh là phải cần em nhím anh mới quay được. Quay cứu hộ lốp làm cái đéo gì? Cảnh đẹp này à đâu ngại trong lành như này. Đó.
biết được hơi bóp thể hiện. Không phải ra khói nhá. Anh nhìn thấy không? Cái gì? Sương mù nó dày đặc quá. Hơi bị khó thở. Nên em phải đem máy thở để cho mình dễ thở hơn. Thế em có cảm thấy dễ thở hơn không? Có. Máy thở đương nhiên dễ thở hơn rồi. Tuyệt vời quá mới. Núi mình quay. Ê, hay mình lên núi mình quay thêm đi. Đi bộ lên à? Đấy có đường lên nó thật. Mấy trẻ có kiểu đây này. Động vật hoang dã không thế nào? Đấy, đi đi thử đấy. Trẻ có động vật hoang dã không? Có chứ. Ui, lên thật. Nghe không? Vượn. Con đi vừa hú gái kia. Rồi cao tốc rồi đổ đèo này một lanh quanh không cẩn thận hết ngay. Wow. Đường này dẫn đi đâu nhỉ? Đường này đây đường này đi đây là kiểu. Ui bây giờ mình phải diễn diễn một tí nhỉ? Dạ vâng. Mày đi từ đằng này xuống rồi. Ôi khôi à. Đấy anh lên cho em. Đấy đeo cái này vào. Đấy. Tiểu phẩm bác. Khuất là thế này. Chứ lên thì lên thì không được. Cho em nỡ bấm không gì rồi. Kiểu nhà mày ở đây, mày chào nó đến đi. Anh nhìn mày cũng chăm diễn lắm nhá. Mẹ bảo nó diễn gì là nó diễn ngay. Ngồi lên tận trên đấy á. Rồi từ từ tao đi khuất bên này đã. Lừa được thằng Nhím đóng tiểu phẩm của ông bạn. Mày công xem tiểu phẩm của tôi với thằng Nhím nhá. Gì xảy ra ở đây không? Ui có một đường lên này. Người Khôi ơi. Hả? Sao đây? Ở đây ổ cứt. Thì mày đi từ đấy đi ra thôi, không cần phải leo lên tràn trên đấy, tao đi vòng lên thấy mày đâu. Không được, phải leo lên trên nó mới thật. Không cần, thế thì tao lại phải đi quay ra đây, tao quay tận nơi. Mày đứng đấy xong rồi, tao ra đây, mày ra đây là được rồi. Hiểu không? Rồi nấp sau đấy nhá, lại nhá. Thề, dám thôi. Lại này. Wow. Khung cảnh thật sự là hoang sơ và hoang dã. Không biết ở đây, ui có đường lên này. Đây là đâu đây? Ơ, anh Khôi à? Ơ. Ơ, trông như anh, trông như anh Nhím ấy nhở? Nhà em, trời ơi. À nhà em à, ui. Anh chơi à? Qua chơi à? Ừ, đang qua chơi đấy. Đi đâu qua đây đấy? À anh lên Khánh Thành điểm trường ấy mà. À thế à? Ừ. Ủa ở đâu anh? À ở trên mù Cang Chải em ạ. Ui vui thế, cho em đi với. Đi thôi em. Đi thôi. Đi thôi. Tiểu phẩm mãi cất thật. Dốc quanh. Đúng nhà em một khác kìa. Đùa. Bạn này cắt làm intro mở đầu là đẹp luôn này. Là hay luôn này. Nó lưu ở trong máy này không? Chắc là tới rồi nhá. Anh quay gì nữa không? Thôi thì thôi. Quay thôi. Cảnh ăn uống gì chưa? Đổ mùi, mùi cú, xà đá. Mình đã ăn gì đâu? Đi kìa. Rồi thì đi thôi. Đấy. Em bọn tôi đi tiếp là xong. Rồi. Thôi, chắc là nghỉ ngơi xong rồi anh em bọn tôi đi tiếp đây. Hẹn gặp lại mọi người ở trên điểm trường. Nói đi, đang đeo mic. Hẹn gặp mọi người ở trên điểm trường. Yes. Không được, anh phải nói xong rồi em cứ yes thôi. Em chỉ yes thôi. Ờ. Không. Đứng tình ở đây không xe. Đeo đi, đeo đi. Thôi mày cứ đeo đi, không sao. Thôi với một đấy. Tê. Ôi, tôi không làm rồi. Tôi rảnh, tôi sẽ ngồi edit lại cái này một cách rất tử tế. Không ạ? Hai đéo chịu được. Vui đấy. Đội em sẽ là thằng kiểu jet thôi. Từ chiều đến mặt mình sẽ ok đúng không nhỉ? Này vào mặt đi. Uầy, nghỉ ngơi xong rồi. Jet đi. Cứ nói một câu là phải jet một câu chứ. Dạ. Ừ. Nào lại lại. Uầy, nghỉ ngơi xong rồi. Yes. Bây giờ anh em bọn tôi Yeti. Thì... tự nhiên lại đi qua trời ơi, anh ghê tập trung quá. Lại.
Uầy, thế là nghỉ ngơi xong rồi. Yes. Anh em bọn tôi. Yes. Lại tiếp tục. Yes. Tiến đến với điểm trường để tham dự buổi lễ khánh thành điểm trường. Yes. Hẹn gặp lại mọi người ở trên điểm trường tại Mù Căng Chải. Hẹn gặp lại mọi người. Không ghét nữa. Được không? Tí nữa thì ghét. À, khi nào mày nói thì anh ghét. Vâng. Ok. Yes. Uầy, lại đi đâu nhỉ? Tò mò. Đây, mình sẽ quay ra. Mà tập trung đéo chịu được. Oai đi mày. Thế hai thằng này. Anh nghĩ là bạn đi đâu? Không biết nữa. Mình gọi lại rồi. Anh nó thích quá thì thôi. Bảo ấy ở đây luôn được. Thế là em có chịu trách nhiệm cuộc sống sau này của bạn ấy không? Quan trọng là bạn có muốn sống hay không chứ. Thế để anh ra, anh hỏi cho nhé. Là thôi. Thế thôi. Thôi, nghỉ thôi, nghỉ thôi. Hải cốt nếu chịu. Ôi, bếp than tổ anh. Tao làm bên thấy. Mất lại, mất tích khỏi xe luôn. Hôm trước tôi vừa đi tìm hiểu tác hại và nguyên nhân của thoát vị đĩa đệm xong, trong đấy có cả ngồi võng không ạ? Thì tự nhiên thấy cảnh em nhìn đang ngồi võng. Đéo được. Thoát vị đĩa đệm đây em ơi. Em phát hiện ra rồi. Người ta có một câu nói rằng là chuyến sau người em thành công chính là tôi sự anh ý. Em chuyến sau anh còn lúc này không. Ôi trời, mù thế nhở. Mù đặc mẹ luôn. Này đéo có gì nha, cái này chỉ là cảnh đi đường nhá. Buồn ngủ quá anh em ạ. Nằm trên xe mà xe đi say đánh vật lên vật xuống. Mệt quá. Mà đến giờ ăn thì vẫn phải ăn, vẫn phải đớp á. Đớp mới có sức. Chiều lên trên kia để xem như nào. Nên nó còn buồn éo mẹ. Lúc như kiểu lúc đang đi trên đường. Buồn mèo, buồn mèo. Không sạch nữa gì. Đấy, em nhím mà. Quay xem em nhím. Em nhím buồn mèo say này. Chậm diện lắm, chậm diện lắm. Đấy, chậm diện lắm. Cuối xe vẫn còn run bật bật mà. Thôi vào ăn em ơi. Cơm lẩu. Thôi rồi anh em bọn tôi ăn đã nhá. Thôi lên trên kia như nào tôi lại quay tiếp rồi các bạn. Ok. Ê. Và bây giờ bọn tôi đã ăn xong thì khổ thân bà chị đằng sau anh cứt. Ok. Ê. Và bây giờ bọn tôi đã ăn xong thì tiếp theo là bọn tôi sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Đó chính là Mù Căng Chải. Ăn đều, ăn nhanh đều, đều quay cả gan à? Đến. Chả xong ăn trưa mọi người lại uống rượu. Đúng văn hóa mẹ rồi các bạn ạ. Máy về sáng đi ăn phở mình chưa bị uống rượu đấy. Bây giờ mấy giờ rồi anh? Bây giờ là 13:44 em ạ. Uầy. Sao nắng hết nhở anh nhở? Em tưởng bây giờ đang mùa đông nhở? Mùa đông nhưng mà đây nó chuyển mát. Trời này hơi nắng, nắng đủ. Nhưng mà cái khá là đây. Người ta gọi tâm đối sư gió. Chúng ta sẽ có đi qua những nhỉ? Trời ủng hộ mình, đạt trời cho nắng. Còn nếu trời mưa thì chết. Ôi, anh biết nhiều ấy. Chết, biết. Câu chuyện sáo rỗng đéo chịu được. Thế thể đến trên đường đến Mù Căng Chải thì tôi giới thiệu cho các bạn một ngôi nhà mà tôi đang xảy đây. Thật tình cờ, thật bất ngờ. Ăn cơm ngay cạnh nhà nó đang xây. Nhà đẹp vãi luôn. Như ở cái phủ ấy. Mẹ chủ nhà người ta mở cửa sổ, người ta ném cho cái dép vào đầu xem vậy. Lại còn lùi vào trong. Trông giống bằng trộm chó đéo chịu được.
rồi, tắt mẹ luôn. Ở đây là ai chủ nhà đây rồi, trông đầu gấu vẫy cả cứt. Ra chắc đấm nó phát. Lên cao ơi, không làm tật à? Đây, đây, đây. Không. À, đéo phải. Thôi, thử nước. Thử nước. Mày có chắc không? Em chắc. Em gì? Mặt trông say rượu đéo chịu được. Chứ mà anh vui á. Lễ tổng kết. Đấy, thấy kiểm điểm đảng viên, kiểm điểm đoàn viên. Anh ổn chưa anh? Có đồng chí nào buồn nôn được không? Cái đéo gì đây? Cái đéo gì đây? À. À, quay đường, quay đường. Đây chắc là chiều tối. Đây em bấm ở đây là quay. Nó cam gì đấy. À. Đây. Cảm gì lên hả anh? Đấy. Quay. Bây giờ nó sẽ thể hiện ra tần số thấy không? Vâng vâng. Cái này đang quay rồi. Đẹp quá. Em nhím là ngồi hơi sát đấy nhá. Ngồi đây có rung mấy đâu sao mọi người lại bảo nó rung lắm. Bao nhiêu? 6.97. Thế mày về chám thì chám được 1-2 giây nữa chứ. Wow. Oh my god, đẹp quá. Em nghe thấy người ta dừng ở đây nhiều mà. Anh cho em lao xuống dưới đi. Thôi em đi đái với. Ôi dồi ôi. Để Linh chưa? Yeah. Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi chính là khu vực dù lượn Khao Phạ. Đây là địa điểm tương đối đẹp, chuyên dùng để các gọi là phượt thủ, cũng là những người mà thích kiểu khám phá du lịch các thứ, người ta sẽ ở đây. Đó. Để cho các bạn xem. Dù lượn Khao Phạ. Wow, đây là có dù lượn luôn à? À dừng một phút uống nước thì các bạn ơi, uống nước. Cảm ơn các bạn mới donate nhá. Cảm ơn bạn. Tôi đang mải xem cái này nên tôi không đọc donate được, các bạn thông cảm nhá. Đây, bây giờ mình ra kia là mình sẽ xem được cảnh nó như thế nào. Ủa, đẹp không? Khao Phạ. Căng trải. Mù Căng Chải yên đời. Đến Mù Căng Chải nữa chứ. Wow, chỗ chỗ tôi đến, tôi chưa đến bao giờ. Tưởng chết. Lái xe. Ê, anh lái xe vừa làm quả cua. Tưởng chết. Là người ta sẽ lượn xuống đây à? Nhà hàng dù lượn. À, nhà hàng tên là dù lượn thôi chứ chứ đéo phải là người ta sẽ lượn dù ở đây. Ờ, rất nẫu ruột. Ui. Tháng này tháng 12 người ta gặt mẹ hết lúa rồi nên chơi lại toàn đất. Nếu như mà cái này đi vào tầm tháng tháng 9, tháng 10 là đẹp này. Lối xuống dành riêng cho phi công và khách bay dù. À, dưới này có chỗ bay dù thật. Thế thì sắp tới tôi lấy con Z1000. Tôi sẽ sắp xếp tầm khoảng giữa năm sau. Tầm khoảng tháng 3 là một vụ lúa nữa. Ừ, thì tôi sẽ rủ cả thằng Tùng Béo nữa. Hai anh em sẽ lên trên lại Khao Phạ này mới được. Tôi chưa đi để mày bao giờ. Đẹp, 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 đẹp. Tỉnh ác. Cũng đẹp nhở? Cũng đẹp của lúa thì thôi. Chết người đấy. Ờ, thế được à? Nhím. Sao nhím? Nó đi rẻ, nó rơi mẹ dày rồi. Rơi xuống dưới. Nguy hiểm đấy. Đi rẻ, nó rơi mẹ dày. Đái bầy rơi mẹ dày. Đái rơi cả dày à? Đi đái rơi cả dày. Đái rơi cả dày.
Thiên nhiên thật hùng vĩ. Thiên nhiên thật hùng vĩ. Hùng vĩ quá, phải ơi. Nhím, nói gì về khung cảnh ở đây đi. Ôi, thiên nhiên thật là hùng vĩ. Ngáo đéo chịu được. Ủa, câu tao vừa nói mà, nói câu khác đi. Thiên nhiên thật là ui. Đẹp. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi. Chụp bị ở chụp 4 chứ. Ui. Đây luôn. Mây kìa. Mây kìa. Này sáng sớm mà mò đây chắc có biển mây đấy. Đây. Trời quá đáng. Ơ. Hoa này là hoa đéo gì? Hoa này hoa đéo gì mà nhồi vào thịt băm và xong rán lên ăn để phải không nhỉ? Này này, đây. À không, đấy là hoa mướp mà, đây là hoa loa kèn. Đẹp ơi anh Khôi ơi. Từ vào thêm một kiểu cảnh vứt lên thiên nhiên đó. Anh Khôi ơi, thiên nhiên đẹp như ngày xanh là đẹp ơi anh Khôi ơi. Đâu, anh Khôi. iPhone Pro, em vào đây tôi chụp ảnh kiểu anh kiểu ảnh. Đẹp thật sự nhỉ. Nếu mà chắc bạn cái iPhone Pro Max. Nếu mà chắc bạn cái máy phạm của em. Ngáo đéo chịu. Yeah. Tạm biệt đèo Khao Phạ. Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình đến với điểm trường trong chuyến tỉnh Yên Bái lần này. Đỉnh đèo Khao Phạ. Phía bên đây là điện Bắc Chấn. Đỉnh Khao Phạ qua điểm này là Mù Căng Chải. Ồ. Khao Phạ đỉnh đèo là ranh giới giữa hai huyện Văn Chấn với Mù Căng Chải. Anh đúng rồi. Bách khoa toàn thư. Ê, mình đi bay dù đi. Bây giờ mày đi thì bao giờ mày mới đến điểm trường, hay mình mày bay phát đến điểm trường luôn. Ừ, đấy. Thì đi thôi. Đi. Bay dù đến điểm trường đúng không anh? Được. Thế nhớ cầm theo cơ vào đồ nhá. Mù Căng Chải à? Dạ, chưa bay dù đến Mù Căng Chải à? Mù Căng Chải. Mù Căng Chải. Dạ. Bay dù đến Mù Căng Chải. Ê, anh em bay dù đến điểm trường đi. Đi thôi. Kia Hà Phương à. Xe em phải đúng rồi. Lại quay đường. Thử xem nó thử xem điện thoại nó có rơi dưới xe không. Từ đèo Khao Phạ chúng tôi di chuyển thêm một quãng đường tầm hơn chục cây nữa thì đã đến gọi là một địa điểm để nghỉ ngơi ở đây. Lại nghỉ. Go Time Homestay, cảm giác như thế. Thì đây là một khu mà có mấy phòng nghỉ ngơi thôi. Chắc là đêm nay bọn tôi sẽ nghỉ ở đây. À. Và ngày mai sẽ có mặt tại điểm trường. Ui. Có cả karaoke kìa. Tuấn trông phờ phạc thế. Phòng ốc này chia như nào thế nhỉ? Em trên đường đi em đây anh. Tối nay ngủ với anh. Chết đấy anh Tuấn ạ. À. Chết đấy. Xong rồi đấy. Cả đường. Từ ngã ba kít. Đâu đừng tham cả. Thở với được. Và ông biết rằng là cô đứng ao rồi. Thằng này vẫn chưa tỉnh. Ui. Đây là phòng của học sinh nhỉ? Phòng chúng ta. À, phòng của anh em nghỉ đúng không ạ? Bài học phê. Ui, anh vẫn đi đèo, đi đèo này nè. Túi. Lắc. Bình thường ạ. Lắc hết cả bụng. Anh phải quen dần đi. Trong bụng toàn diện. Phải quen dần đi anh ạ. Đây, chú đã quay đâu? Nhìn coi. Cháu ơi. Ra chú bảo anh. Hôm nay nữa này. Ok anh em. Đó là tiền hoạt động. Ok. Yeah. Thôi. Bây giờ vào lấy phòng cho nghỉ ngơi các bạn này. Mệt quá. Người chuẩn lắm rồi. Vinh chưa anh? Chưa thì phải xem. Nút bật đâu nhờ anh nhờ? Bên hai bên cánh nó có cái nút đỏ. Nút đỏ. Đây là bật rồi. Vô được anh. Từ từ, chưa bật vội, từ từ, tí nữa tính sau. Tắt đi, em tắt đi. Không, cứ bật đi, bật đi, không sao đâu. Ờ, bây giờ bọn tôi đã đến phòng nghỉ nhưng mà anh Khôi gãy cánh rồi. Thế cho nên là tôi thì cũng hơi chuẩn một tí nhưng mà tôi vẫn đi được. Đấy, bây giờ tôi với anh Tú sẽ đi khám phá ở xung quanh chỗ này.
Được, được em. Đi anh Tú ơi. Là mình là ở bên chỗ cạnh chợ. Anh vừa nghe em tham khảo. Sao? Được phết. Quay à? Như này của anh Tú. Đúng vậy em. Hơi quá. Đi phẹt thề. Tôi chưa thấy thằng nào quay vlog mà nó lại nghĩ cho người xem như thế. Các bạn nhìn xem, tất cả mẹ nó truyền tải đến là khung cảnh xung quanh và chỉ có một góc bé vãi cứt. Khoảng 1/20 khung hình là cái mặt của nó mà thôi. Thằng này có tâm, thằng này quay vlog đỉnh này. Đã. Vlog vãi cứt. Em thấy camera nó hơi cao, từ từ chuyển lại đi. Anh, thôi thế anh cầm đi, sau em nói thôi. Thế cầm em nói nhá. Vâng. Caramel. Ok. Caramel man. Rồi ok. Anh Tú, bên đoàn trường. Có kinh nghiệm rồi. Bây anh em đi đâu nhỉ anh Tú nhỉ? Anh em lượn xem cái chợ này nó có gì. Anh em mình lượn quanh đây để xem có cái gì đúng không anh? Yes sir. Nhớ là hôm nay bọn tôi sẽ được free time một tí. Bọn tôi sẽ được nghỉ ngơi để ngày mai mới đi khánh thành trường. Cho nên là... Dạ, yeah, bọn tôi sẽ đi khám phá quanh đây. Ui, chỗ kia xúc túc đấy. Được quá nè. Chỗ kia xúc túc thế. Anh quay chỗ kia đi. Ui. Thật sự phải quay đi nha. Ui, thịt nướng, thịt nướng. Đây là... gì? Thưa anh Tú ơi. Em lấy cây bóp rồi. Thì quay ở đấy thôi. Quay như tắt đi nhá. Ok, okay. Rồi, nâng cao lên đi nhá. Đây là cái chợ mình đang đi. Đây, chuẩn bị chào. Chuẩn bị chào, chuẩn bị chào. Xả búng luôn. Bây giờ thì bọn mình có free time tại vì ngày mai bọn mình mới đi khánh thành trường. Cho nên là ngày hôm nay thì mình có free time để rong chơi một tí, để khám phá chỗ quanh đây một tí, khảo sát địa hình. Đấy thì bây giờ bọn mình sẽ ghé qua cái chợ ở ngõ Ba Kim, xã Pung Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bác nhé các bạn nhé. Tỉnh Yên Bác. Rồi thì đi thôi. Nó đéo thì tự nhiên để quay một cái vlog được. Bạn này. Này, có quay đấy, tới thì lại có quay nữa. Lại quay lại. Ok. Hiện tại thì bây giờ bọn mình đã đến chỗ nghỉ ngơi ở gần Yên Bái rồi. À không. Hiện tại thì bây giờ bọn mình đang nghỉ ngơi ở gần huyện Mù Cang Chải rồi. Và bây giờ thì bọn mình sẽ có một ngày free time. Nghĩa là ngày mai bọn mình mới đi khánh thành trường, cho nên là bọn mình sẽ có những cái thời gian rảnh để bọn mình đi khám phá ở quanh chỗ này. Và bây giờ thì mình sẽ ghé qua chỗ chợ ở ngã ba Kim Ba Kim. Thế nó quay chắc đến tối mẹ mất. Thế nào, 1, 2, 3 bắt đầu. Và hiện tại thì bây giờ bọn mình đã đến chỗ nhà nghỉ ở gần Mù Cang Chải rồi, cho nên là nhưng mà hôm nay thì bọn mình đến thì sẽ lại free thang. Ơi chết, em chưa bật ghi âm. Và bây giờ thì bọn mình đã đến nhà nghỉ ở chỗ Mù Cang Chải rồi. Nhưng mà hôm nay bọn mình đến thì sẽ thực có thực một chán lắm rồi đấy. Thời gian nghỉ để ngày mai mới đi khánh thành cơ. Cho nên là mình sẽ có free time để mình có thể khám phá quanh đây một chút. Thì bây giờ thì mình sẽ có thể ghé qua chỗ chợ Mù Cang Chải một tí, là ở ngõ Ba Kim, xã Pung Luông, huyện Mù Cang Chải nhá các bạn nhá. Đi, bây giờ thì đi thôi. Let's go boy. Let's go boy. Có cả rồi này, trông ngon thế. Ok à. Đây là chợ rồi anh. Đấy, dọc ngoài là chợ. Dọc ngoài là chợ. Ủa, cái này cay đúng như anh. Đứng đâu đéo đứng, đứng đúng ở cái chỗ nó thổi khói vào đầu. Mày ạ, thằng này cũng thông minh lắm cơ. Đây là món gì hả chị? Cái này á. Dạ. Vâng, xem hỏi đây món gì ạ? Đây, có được ăn thử không chị? Có được ăn thử luôn ạ?
Trên đúng một miếng nhỏ thôi. Cách nào? Chị ở đây đặc sản món gì ạ? Cái này ạ? Vâng, thế cho em thử một miếng rồi nhỏ thôi. Sao phải đéo mua thì trời ơi. Số ổ đéo chịu được. Ủa, ở đây chợ này sẽ mở từ mấy giờ đến mấy giờ hả chị? Ở đây mở từ sáng. Từ sáng thì chị biết mấy giờ. Ngon thế. Ủa. Ủa. Nhưng mà nhìn này, em thấy là ngon dã man. Tưởng là phải mua nhưng mà được thử anh ạ. Bà, em vé thôi không khí. Thử nhá. Cho em thử hai người thử. Uầy, hai người thử hai miếng luôn. Bà chị tốt thế. Sao đâu. Ê, bà chị bán thịt nướng với cả dồi nướng. Mặc áo đi ó. Wow. Chơi chứ. Sợi. Uầy, anh nhìn miếng. Em thích thịt quay thôi. Thế tí có được thử miếng thịt quay chị. Một miếng nhỏ thôi, miếng nhỏ thôi. Nhưng mà em thử miếng này trước nhá. Ủa. Ngon. Đúng ra thề thử như này rồi, nhiệt tình như thế rồi đúng không? Thì phải mua cho người ta ít ra khoảng 3-4 lạng. Khoảng 2 lạng thì cũng được. Thế thì phải tối không chị? Phải tối á? Giòn. Mà lại còn ngon nữa. Bán đến tầm 8 giờ. Giờ phải mặn nữa. Chả ngon được. Ủa. Tí nữa em cứ đưa em ra đây em mua em biết gì. Em mở cái đoàn nghỉ này. Vâng. Đoàn nghỉ đấy á? Vâng. Đấy, em gửi chị ít tiền đấy. Tí nữa mua bọn em thanh toán luôn nhé. Hay là như nào? Sao? Đấy ạ. Gửi trước. Thế thì chờ em, tí nữa em ra mà lấy đồ nhé. Ừ. Dạ vâng. Okay, chị. À ừ. Cho em một miếng thử miếng thịt quay được không chị? Tao này khôn đéo chịu được. Đúng ạ. Sao? Ok ạ. Một miếng đi. À hai miếng cho anh Tú nữa. Vâng. Ừ. Đưa anh kéo ra. Ủa. Đây. Ủa. Anh cảm ơn chị. Em chơi. Anh chơi đi. Em chơi đi. Em chơi em thử. Thôi em đút cho anh nhá. Thôi em chơi đi. Để em chơi nha. Sau okay. Em đút cho anh sau nha. Ok. Ừ. Đó. Ủa. Giòn vãi ạ. Ủa. Ngon. Ừ, thế chào. Nóng thì nó còn giòn hơn. Ừ. Đúng không em? Được không? Ngon. Được. Anh thử đi. Đặc cấp ấy. Ngon ngon. Thế. Bây giờ nó 8 giờ. Trước 8 giờ mai qua đây thử hấp dị rồi. Ok. 8 giờ mình chỉ mới giòn hàng. Vâng. Chị nhớ mặt em nhá. Nhớ mặt hai bạn em nhá. Nhớ nhá. Bán hàng thì nhớ được mặt khách nha. Cảm ơn chị nhá. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Cả chuyến đi cầm theo đúng 100.000 đúng không? Vào ăn thử miếng rồi cả miếng thịt nướng cái đưa chị luôn làm tin. Xong anh cứ cầm hết tiền. Quay mặt anh các thứ sao đâu. Ngon ngon. Đó giống như cá bằng đấy, cá bằng tôi cũng như này nha các bạn. Chợ à? Một bước chân đến chợ của Mù Cang Chải. Đi thôi. Let's go baby. Uầy. Ở trong chợ là nó sẽ bán những cái đồ kiểu thời như này anh? Thời trang này, đồ ăn thức uống này. À. Cái quan trọng nhất là đồ ăn thức uống. Có. Em không thấy đồ ăn thức uống đâu, em toàn thấy kiểu về thời trang thôi. Anh ra mình sẽ phải hỏi. Anh ơi, cho em hỏi tí. Cái chợ đây, ở đây nó sẽ có đồ ăn thức uống ở đâu ạ? À? Dạ. Đồ ăn thứ gì nó sẽ là đồ ăn không, trong này nó chỉ bán mua quần áo thôi. À, cho là mua quần áo thôi. Còn đồ ăn thì người ta Người ta sẽ thiên về bán quần áo, giày dép các thứ hơn. Anh có lạnh không? Em mua cho anh cái áo. Thôi em, ấm rồi. Đi kiểu khám phá nốt nhỉ? Từ đi nốt thôi. Là đi trong khu lắm. Hết chợ rồi đấy. Trái là hết rồi đấy. Ok em ơi. Thấy chăm cho không khôi rồi.
Mình vừa lấy chăn cho anh Khôi nhưng mà anh Khôi cảm giác phải cần hai cái chăn đấy. Nó lại nước rồi á. Ôi nhưng mà đây, ở đây, chỗ này em biết là sao rồi. Cái đứa con. Mẹ mấy cái thằng này. Khổ thân thằng bé quá. Ơ đường này ra được không em? Đây. Đường này ra được không? Không, chắc mình phải ra được kia anh ạ. Cái này cái gì đây? Túi sao? À cái túi. Cái này cái ba lô. Mẹ cho con chó muốn cắn tất muốn chết nhờ. Sao? Chuyến đi ẩm thực và chuyến đi ạ. Và vào cái chợ và thời trang rồi. Đúng rồi, kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Lại về đây. Ừ nhá. Ok. Phải lấy nhau đấy. Sau khi bọn tôi đã khảo vá chợ xong rồi thì bây giờ sẽ về nhà nghỉ một tí để tối đi ăn thật là no xong rồi mai có đi Khánh Thành Trường nữa nha các bạn nhé. Ăn thật là no. À, về phòng nghỉ thôi. Và đây là phòng nghỉ của tôi. Vãi cả cực thật. Đỉnh ác. Kéo đỡ được. Còn đây là nhà vệ sinh. Trông mặt buồn đéo chứ. Thôi tối mất ngủ rồi. May quá nhà vệ sinh có vách ngăn. Không như lần trước. Không có anh độ. Nhà vệ sinh đợt trước là không vách ngăn, anh đồ toàn nhìn trộm tôi đi vệ sinh nữa là đi tắm thôi. À, anh không mua, anh không mua. Anh quay đây đây, quay lại quán thịt rồi. Lại ăn. Vệ sinh. Wow. Nó không bị nhàn như kiểu. Đúng rồi. Bây giờ mình xin thủy thất bại mình. Bây giờ chắc ăn hết gần 100.000 mẹ rồi đấy. Đây này, xong lấy miếng này này. Em cứ nhận xét thật đi, chị. Em không nói đùa đâu. Em không biết nói nên em không nói lời dối bao giờ ấy. Cảm ơn. Nó ngon kìa. Ok. Ít nước. Chị cứ đã bật chưa. Cô thì đéo mua à? Tớ không biết nhiều. Đây đây, đây chỗ này. Nhà hàng lớn đúng không? Như bạc này như bạc sáng. Để nhá, cô ra chợ đi nhá. Ông ngồi xem đến mẹ một giờ sáng đấy, cũng quay 100 ghi rồi các bạn ạ. Chỗ này trông già thế. Xe em rồi. Trời ơi, nhớ quê quá. Bây giờ là 7 giờ tối rồi. Thôi, tôi gọi anh Khôi dậy đi ăn cái, xong rồi có gì mai anh em hẹn gặp nhau ở điểm trường nhá. Lạnh phết. Anh Khôi ơi, dậy đi ăn đi. Thề. Thằng này với hai em gái, mẹ em đi ra chợ đến tận mẹ lúc tối om. Tối thui mẹ luôn mới bỏ về. Trời ơi, dậy đi ăn đi anh Khôi ơi. Dậy đi. Dậy đi ăn đi. 7 giờ rồi, đến giờ đi ăn thôi. Dậy đi. Ôi, ngủ bát sáng qua đi. Ấy luôn. Thôi, đến trường luôn. Cả đoàn đợi có anh đấy. Anh có biết câu một con bò bỏ cỏ làm cả đoàn bỏ cỏ không? Đoàn đợi có anh đấy. Anh có biết câu một con bò bỏ cỏ làm cả đoàn bỏ cỏ không? Anh có biết câu đấy không? Cho cả đoàn bỏ cỏ đấy. Ôi, dậy đi. Dậy đi. Bắt buộc nè. Bắt buộc. Nha. Rồi, thôi. Đấy, bây giờ đi ăn. Bà là mai anh em gặp nhau ở điểm trường. Mai anh em và tôi gặp nhau ở điểm trường nhé các bạn nhé.
Ok. Mày à, nó ngủ cũng đéo tha đó. Mệt đéo chịu được. Hai rồi đấy, chính ra nhá. Xem kiểu này nó mới vui. Tại vì nếu như mà tôi mà ngồi edit trước ấy, là tôi biết trước con mẹ hết rồi. Còn đây đúng là tôi với cả các bạn đang ngồi xem chúng nó quay cái gì, xong anh em mình ngồi bình luận thì nó mới hài, nó mới buồn cười. Nấu ruột đéo chịu được. Hài đấy. Sắp tới tôi phải để chú đi quay nhiều nữa. Tôi chỉ ngồi về tôi duyệt thôi, tôi xem thôi. Bắt đầu. Bắt đầu à, lại tiểu phẩm. Lại diễn. Hello, bắt đầu. Đâu mẹ rồi. Hey yo, xin chào các bạn, bây giờ anh em đi ăn sáng nhá. Yeah. Hello mọi người, bây giờ là 6 giờ sáng rồi. Bây giờ thì anh em và tôi sẽ di chuyển đi ăn sáng một đoạn. Rồi sau đó sẽ di chuyển đến khu vực điểm trường. Chúng ta ngày hôm nay sẽ đến Khánh Thành điểm trường... tên gì nhỉ? Điểm trường... La Văn Tần. Cái chữ gì? La Văn Tần. La Văn Tần. La Văn Tần. Yes, yes. Điểm trường này thì được cái tương đối gần khu vực thị xã của tôi đang ở đây. Thế là di chuyển lên thì nó cũng rất là thuận tiện. Mà khu vực đường thì nó cũng đều là đường bê tông, đâm ra đi nó cũng dễ, không gặp khó khăn những điểm trường khác. Thì anh Tuấn ấy có bảo là những điểm trường khó ấy, thì anh Độ đi hết rồi, giờ còn toàn điểm trường dễ thôi. Thế là dần dần rồi mấy anh em bọn tôi sẽ thay nhau đi hết mấy điểm trường này. Và chắc là bữa nãy là anh em đi ăn sáng thôi nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi, em đói lắm rồi. Em đi ăn gì nhỉ? Em đi ăn gì à? Ở đây anh tìm hiểu thì là có phở bò này, mì gà này, lòng này. Có gì lạ lạ không anh? Đấy có lòng. Ăn lòng buổi sáng à? Ừ. Cái gì với lòng? Rượu. Ui. Sao? Ừ, nhiều lắm rồi. Hèn xôi. 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 Ok. Không có xôi kìa. Đâu? Ờ, có hàng xôi bên kia luôn. Yeah. Di chuyển ở đây ăn thôi anh em ơi. Đi. Ok. Sao tí ăn xôi rồi? Bạn bấm linh tinh một tí, tôi không biết chỉnh lại đâu. Hả? Ừ. Tôi chỉnh lại đây. Yeah. Bây giờ anh em đi ăn sáng rồi nhím nhỉ? Thôi đi thôi cơ. Đói lắm rồi. Em tìm được hàng nào chưa? Thế đéo nào lúc này chúng nó quay shot đi ăn sáng rồi. Thằng kia mặc áo khoác, thằng này thì mặc áo cọc. Bây giờ đổi lại em phát, thằng này lại mặc áo khoác, thằng kia mặc áo cọc là thế đéo nào? Ê, chắc mình ra đằng kia xem có gì ngon mình ăn đi. Xa xa bên kia à? Vâng. Đâu, xa xa đoạn nào, dưới tít tít đi chợ cái gì? Vâng, xa xa đây, đây, đây. Ok, đi, 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 đi. Đi chuyển đi đây. Ăn. Ôi à. Đây à? Em thấy đoàn mình ngồi trong này rồi. À, đưa tít cho tao đâu. Anh đi chung cảnh. Hai mình chung cảnh. Rồi, đi ra. Cũng tổng hết rồi đi. Ngon. Ô, cái này cái gì đấy ạ? Chả nướng, chả thịt nạc. Wow. Ngon thế. Rồi này, lòng này, dạ dày này, tim cật này, lại còn gà xé phay này. Cái cục tròn tròn này là cục gì nữa này? Ủa. Đói cái gì thì đang đói á. Đây ăn ở đây có rai tới sáng rồi, bún đắp lên đấy. Có gì? Gà tim cật đấy. Bún. Tim cật, lòng. À, dạ, hai, gà. Hai bún rồi. Vâng. Hai mi ạ, hai mi. Hai tim cật luôn. Hai một là phở thịt viên này đi. Chè viên chả chả. Ờ phở chả. Phở chả tim cật. Đấy. Ủa em thế luôn. Ừ. Tôi mà thể đang đói thì tôi phải ăn được bát rưỡi các bạn ạ. Hai phở chả tim cật. Ờ. Cật bún chứ. Không, đây là hai bún gà. Đây hai bún gà. Bún gà luôn. Hai mì hai mì với hai phở chả tim cật. Rồi rồi luôn. Mấy bún đi tan phở. Em một phở gà anh. Phở gà. Hai phở gà tim cật à? Một. Đó ăn được. Ngon. Nhỏ, ngon chưa? Này phải hai gói mì nhỉ? Một gói hơi ít. Đâu chưa? Để gia vị nó mới ngon con. Ui nhiều thế. Chết nhiều tim cật thế. Đâu nằm đi. Ui nhiều rau thế đấy. Chưa? Sở thích thôi, phải thật nhiều rau. Nhiều hành, nhiều rau mùi. Chẳng ngon lắm. Ui đây là lưỡi à? Đúng rồi, đây là lưỡi các bạn ạ. Lưỡi với cả cật. Em muốn cái kế này. Ủa lòng nữa. Ôi ôi. Làm bún con này xong con bắt bún đi.
Hai ấy đâu mì rang? Khay tôm. Ngon chết. Cô kia quay bát mì à? Để ăn xong mẹ rồi. À đây rồi. Đến đây anh chỉ cách quay hai lai. Được. Mấy đồng chí đây quay hai lai. À, trước tôi vừa mới dạy nó xong, bây giờ đã quay ra dạy là Khôi thôi. Đấy, anh đổ dạy em ấy, đây là kết quả. À, trông ảo không? À, em chưa bật cái này. Tôi mà đang bật vào thấy đỏ mà. Ăn thôi. Bữa đây em tự ăn rau rồi. Dạo này bán thanh đạm nhá. Trông ngon thế nhở? Healthy life man. Ngon. Ừ. Anh hỏi bất ngờ đấy. Ừ, bất ngờ. 8 điểm à? 8 điểm à? 8 trên thang điểm 100 hay thang điểm mấy? 8 điểm xoay ngang. 8 điểm xoay ngang. Không nghe được hả? Thang điểm mấy? Cái hỏi không trả lời. Bảo 8 điểm xoay ngang. Tà đấy à? Ừ. Uầy, lại ngồi đấy là anh Ninh đấy các bạn. Là anh lái xe ở bên trường kinh tế quốc dân. Anh ấy đã từng đưa bọn tôi qua bao nhiêu cung đường sống chết. Anh ấy đỉnh dã man. Thỉnh thoảng tôi đi lắc quá, mệt quá, tôi toàn ngủ thiếp đi. Xong đến lúc dậy tôi hỏi anh Ninh ơi đi đến đâu rồi. Anh Ninh cũng hay trả lời là anh cũng vừa ngủ xong em ạ. Anh cũng không biết là đến đâu rồi, nhưng mà chắc là sắp đến rồi đấy. Năm mươi củ á? Ui, tôi chết mẹ rồi. Từ từ, tí trách thể. Cảm ơn bạn nào mới donate 50 triệu nhá. Cảm ơn bạn. Có nghĩa bạn donate từ lúc nãy rồi nhưng bây giờ nó mới hiện thôi. Tí nữa xem xong rồi tôi sẽ check lại một thể nhá. Các bạn nãy giờ donate nhá. Để anh em đỡ bị gián đoạn. con gà. Ui, đường dễ. Ui, dụng cầu thang đẹp không? Tiếc là đéo phải mùa lúa. Đẹp chưa? Hello mọi người. Bây giờ thì đoàn của tôi đã đến trụ sở xã La Bán Tần. Thì ở đây mình sẽ tập kết ở đây, sau đó thì nhờ các cô giáo đi xe máy chở mình vào trong gọi là điểm trường đấy. Nói chung là lên đây thì khung cảnh nó rất là đẹp, cảm giác như đi săn mây vậy. Thời tiết rất là tốt, thời tiết rất ủng hộ luôn, trời nắng ráo khô ấm trong lành và không bị quá lạnh. Phải có câu đấy chứ. Và bọn tôi sẽ đỗ xe tại trụ sở xã La Bán Tần, đó từ đây thì sẽ nhờ các cô đó. Các cô đã chờ sẵn đây rồi. Bây giờ là 8 giờ đấy thì hình là hiện tại đang gọi là đủ người nhưng mà lại thừa xe. Thế là bọn tôi quyết định là tôi và em Nhím hai người sẽ tự lái một con xe Waze RS. Bọn tôi sẽ tự lên điểm trường bằng xe máy. Được em. Content creator. Được. Đỉnh. Ok. Hả? Thì cùng chị ấy bảo không đi nữa. Chị bảo không đi nữa, đủ xe rồi. Tình hình lại đủ xe rồi. Thế nên là thôi, tôi Nhím mỗi người chia ra một xe. Em chào anh Tòng. Rồi anh Tòng thì anh Tòng. Anh Tòng. Hello anh nhá. Em chào anh Tòng. Rồi anh Tòng. Anh là phụ huynh học sinh hả anh? Vâng. Chung là đường ở lên đấy nó cũng dễ thôi đúng không anh? Trong cái này trường phổ thông trong cơ sở là hai cây là ok luôn. Trường này đẹp thế, nhà nước xây rồi thế được chứ mà không có đúng.
đẹp. Điểm này đẹp. Đường đi thì dễ. Mà đường đi xuống này. Ui, treo leo thẳng đứng mà đường cũng một tí cũng đoạn các bạn ạ. Mà đi mà phanh không cẩn thận. Vào này ô tô chịu. Đến điểm trường rồi. Điểm trường Bú Nhu. Bú Nhu. Ôi. À tôi nhìn qua thấy cái là tôi thấy là xây theo phương án 1 rồi đấy. Phương án 1 là xây một điểm trường, xây một gian học. Thế nên tổng chi phí nó sẽ là 200 triệu. Hey, em cứ thẳng tôi không ạ? Em cứ thẳng 260 mấy triệu nhỉ, anh em xem nhá. Không lại được không anh ơi. Bú Nhu, tí thằng Khôi nếu như theo đúng format chương trình thì tí thằng Khôi nó sẽ phải nhắc lại một lần nữa. Đó. Ăn bim bim thật ngon à? Chào chú nào, chào chú như nào? Trông các cháu kiểu đéo hiểu ông này ông béo nào. Bắt mình ăn bim bim thật ngon. À, như các bạn thấy thì đây chính là điểm trường Pú Nhu, trường mầm non ở trên Mù Căng Chải. À, đây là sau khi mà chúng ta đã gọi là khởi công xây dựng và ngày hôm nay đến để khánh thành. Còn trước đấy thì điểm trường này như nào thì các bạn hãy xem mấy cái ảnh ở dưới đây nhé. Rồi, đọc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đã lại. Như các bạn đã thấy thì hiện tại tôi đang có mặt tại điểm trường Pú Nhu. Thì theo những cái phương án đề xuất thì chúng ta sẽ làm theo phương án 1, đó là hai dãy phòng học và một nhà bếp được thay thế và sang sửa, xây sửa lại. Đúng ta. Nói xong rồi đúng không ta? Và tại điểm trường Bú Nhu này thì chúng ta sẽ sử dụng phương án thứ nhất, đó là xây lại hai phòng học và một nhà bếp để giúp cho các em ở trên này có một cái ngôi trường nó khang trang và nó sạch sẽ, sạch đẹp hơn để cho các em thuận tiện cho việc học tập. Thế giờ chúng ta sẽ cùng nhau là khám phá xem điểm trường Bú Nhu sau khi xây sửa nó sẽ như nào các bạn nhé. À, đang quay đến cái đoạn đấy thôi. Ê à, okay. Sân đẹp thế nhở? Và bây giờ thì chúng tôi sẽ dẫn các bạn đến chỗ hai phòng học mới và khu nhà bếp mới được xây. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Cẩn thận anh Khôi ơi. Đâu. Cao. À đây cái này. Đúng trường mầm non các cháu đúng không? Đúng rồi. Đi đâu. Ok. Đây là khu cũ này. Đây là khu nhà cũ. Đẹp thế. Đây, các bạn có thể xem qua khu nhà cũ ở đây. Đây, vào khu nhà cũ luôn. Alo. Hay. Được. Đây là một trong những phòng cũ. Khu này là bắt đầu bỏ rồi. À đây là khu bỏ rồi. Thế mình không cải tổ lại cho mới à? Này chắc, chắc làm phòng họp hay sao? Nhìn xem gỗ mối mọt hết tấm lớp gỗ đằng sau rồi. Thì khu này chắc phải bỏ thôi. Mình chuyển sang mình học những khu nhà mới kia. Dạ vâng. À. Mình đi chuyển tiếp theo đến khu vực đó. À. Cái nhà này lúc nãy theo cái file là nó là nhà gì nhỉ? Nhà cộng đồng. Nhà cũ bên này. Mình đây nhà đi cộng đồng nhỉ? Đây bên này là phòng học tôn. À, có bên này mấy chị đội bắt nghệ đấy. Để em vào bồng vào quay chứ. Tôi phải ninh lách đi tí nha, không là nhạc nó bắt phát bản quyền đấy các bạn. Trời, xinh. Chị gái xinh. Sử dụng cho các cháu học đúng không ạ? Đây này các bạn. Không đi vào thì nóng rồi. Ngoan nhỉ. Thì đi chuyển tiếp thôi. Sung sính. Đấy các bạn. Ngày xưa có cái từ váy áo sung sính rồi như thế. Đi nó cứ sung sính nhé. Đây là dãy nhà này bỏ rồi. Đây, ở đây có phòng học không ạ?
Nhưng phòng này bỏ đúng không? Phòng học lại có cái bình nước. Phòng này không ai bỏ rồi. Đây là phòng cũ đấy. Phòng này phòng cũ không bỏ đấy. À măng chua, măng chua. Tự chế rượu. Khu bếp à? Nhà bếp à? Đây nhà bếp à? À kho. Vâng, chắc là lớp học mới chuyển ra lớp bên kia đây nhỉ? À kho rồi. Đây mình sang bên kia, đây mình sang. Lớp học hạnh phúc học mới này thì vừa mới bước chân vào tôi đã thấy rất là thoáng của bạn. Tự nhiên muốn đi học lại quá. Lát cảnh lên. Bây giờ bọn này có bỏ giày ra. Mát nhờ. Đấy, bây giờ các bạn thấy chắc là sẽ lọc lại xong. Công sức, tập thể, bộ tập anh em chúng ta sẽ góp phần tạo nên cái lớp học nó khang trang này cho các cháu học tập rất là tốt. Lớn lên là trở thành các mầm non của đất nước. Để sang tiếp người này. Ngồi trong này học là vào lắm đấy. Nếu muốn lên đây làm thầy giáo. Dạ. Ui. Ui, có cái quầy kia đáng yêu đấy, tí có ra quay quầy đấy. Đây ạ. Ờ bên này. Đây, hai phòng học. Hai lớp học. Được xây sửa một cách rất là khang trang. Wow. Nóc lại thật. Trời ơi. Đây. Đây là sao khu nhà bếp mới mà. Khu nhà bếp à? Ừ. Phòng bên này thì nó cũng giống phòng bên kia các bạn. Không có gì để quay lắm. Đây, hỏi anh Tuấn em. Nhà bếp ở đâu nhỉ anh? Ủa, cái quầy à? Dưới đáng yêu đấy, quay nhỉ? Đây, bếp. À, khu nhà bếp ở đây. Bếp, đây á? Bếp còn chưa xong. À, không phải. Đúng rồi, đây là bếp mà. Đây nhà vệ sinh anh ạ. À đây ạ. À, ôi nhưng mình. Đây à, khu nhà bếp này. Ủa, chưa chuyển đồ không? Đây, mái nước này là đúng là xây xong rồi. Đây nhà bếp đúng không chị? Vâng. À. Ồ, đây chính là củi để đốt. Vâng. Ồ. Thật là háo hức các bạn ạ. Muốn đây đi học không? Có, muốn đi học lại luôn. Đấy, ra đây ngồi với các cháu. Đáp ạ. Tí lên phát biểu ấy nhá, chuẩn bị bài phát biểu ấy. Ủa, phát biểu cái gì ạ? Ồ, thì ngày hôm nay tôi rất là vui. Bất ngờ đấy. Đại diện. Ok. Ok nhá. Ok luôn. Đó, dạ. Em có em chỉ lên phát biểu rồi. Hôm nay là thì anh Đội PC là có một vài lý do nên là không thể có mặt đây được. Nên là hôm nay là bọn em đại diện cho anh Đội PC cũng như là cộng đồng Miss, à, cộng đồng tổ tập PC Gaming. Yeah. Đấy, lên Khánh Thành. Khánh Thành trường. Trường gì? Thế tôi cứ bị để ý vào những cái mà tôi cảm thấy là nó khó chịu ấy. Tôi cứ để ý vào lỗ mũi đâu ấy. Tại sao nó có thể treo được một cái cục cứt mũi ở giữa mũi thế nhở? Thằng ấy đỉnh vẫn cứt thôi. Trường Cú Nhung. Cú Nhung. Cú Nhung. Yeah. Tại huyện. Tại huyện. Biểu. Mù Căng Trải. Mù Căng Trải. Yeah. Tại trường Cú Nhung. Đúng rồi bà, đúng rồi, cáo bà. Yes. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả buổi lễ gọi là Khánh Thành trường. Đúng rồi. Nè. Xin chào các con. Xin chào. Ông bà. Có ông bé này trông lớn lên là à, ông bé ngồi giữa ngồi cạnh nhím này. À, tướng này là lớn lên dễ làm streamer lắm này. Xong rồi dáng ngồi đúng kiểu vắt chân nói chuyện. Chào chú ạ. Chú ngồi đây được không? Đây con ngồi bên này. Biết đại ca. Chào các bạn. Rồi nhá. Một, hai, với tay nhà. Thank theo cô nào, bên ghế lên theo cô nào, đi đi. Này các bạn nhìn xem này. Các cháu học này, cảnh này.
Rồi. Đẹp nhỉ? Tới đi ra phát quà cho cháu. Phát quà? Ok. Cháu đi học đầy đủ chưa? View đỉnh á. Đẹp đẹp nhỉ? Mây kìa, nhìn này, mây trên núi. Hôm nay kiểu thời tiết nó bị đẹp vậy anh. Ừ. Nó kiểu không lạnh mà cũng không nóng lắm ấy. Đây chưa? Ra phát quà. Xin được vui mừng chào đón các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân yêu đã có mặt trong lễ khánh thành và bàn giao điểm trường Phú Nhu Háng Sông ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tuổi cắp sách đến trường là tuổi xanh, với mộng mơ cùng hành trang ngày mới, đón gió xuân tuổi trẻ thêm vời vợi, bước đến trường với nở chuyện trò vui, thấu hiểu được những ước mơ của các em nhỏ với mong muốn xây dựng những mái trường khang trang sạch đẹp, tiếp thêm động lực để các em có thể vượt lên những hoàn cảnh khó khăn và viết tiếp ước mơ hoài bão của mình. Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp cùng cộng đồng bộ tộc BC Gaming tổ chức triển khai dự án góp gạch xây trường. Dự án đã thực hiện được qua nhiều năm tại nhiều địa phương. Và trong năm 2023 này, dự án góp gạch xây trường tại huyện Mù Cang Chải đã thực hiện tại điểm trường Phú Nhu Háng Sông thuộc trường mầm non Họa Mi, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái ngày hôm nay. Quên mất không nhắc nó. Đi khánh thành điểm trường bỏ khuyên tai đi. Trông cho nó lịch sự, gặp cán bộ, gặp đại biểu, trông nó đỡ chọc. Trong đó, điểm trường Phú Nhu đã được xây dựng với quy mô gồm 2 phòng học và 1 phòng bếp với tổng trị giá 260.890.000 đồng. 260 triệu nhá. Ok, sau đoạn này sẽ là đoạn giới thiệu đại biểu các kiểu thì mình bỏ qua nhá. Mình đến cái đoạn cắt băng khánh thành với cả là giật biển công trình. Ui à, văn nghệ. Cô giáo xinh thế nhở? Chết mẹ ơi. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Phan Anh Tuấn, phó bí thư đoàn thanh niên trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ có đôi lời phát biểu. Tuấn phát biểu. Rồi. Thấy em nhím lên phát biểu nhỉ? Chủ tịch xã đấy phát biểu. Đây là cắt băng khánh thành. Khi nào đến gần đây đợi nhau xong hô 1, 2, 3 phát là hết nhé. Người trước người sau. Thì là anh ra lấy cái nào. Đây, tôi đây rồi. Thưa quý vị, đây sẽ là giờ phút trang trọng nhất của buổi lễ ngày hôm nay, phần khánh thành điểm trường Phú Nhu Háng Sông. Quý vị đại biểu chúng ta cùng chuẩn bị tín hiệu. 3, 2, 1, xin mời. Cắt đi ạ, xin mời mọi người cắt đi ạ, thoải mái mà cắt ạ. Dạ. Còn các bạn nào đổi nhìn mình ạ. 1, 2, 3. Bây giờ cả nhà nhìn em ạ, cô giáo nhìn em ạ. Vâng, vậy là điểm trường Phú Nhu Háng Sông đã chính thức được khánh thành. Ngôi trường khang trang sạch đẹp sẽ chính là niềm vui đối với nhà trường và là nguồn động lực to lớn cho các em cố gắng học tập và rèn luyện. Chúc cho các thầy cô giáo và các em sẽ gặt hái được nhiều thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Du thật sự như là chưa cắt bao giờ. Ngại thật sự. Như nào? Cảm giác như nào anh? Cảm giác hồi hộp ấy, cầm quả kéo cứ run. Lần đầu tiên cắt băng khánh thành một cái gì đấy. Hồi hộp thật sự. đứng góc này, đứng góc này đây, đứng sát phải. Đây. Thế này thôi đúng không? Đây là ký biên bản bàn giao giữa 4 bên. Một bên là cộng đồng bộ tộc, một bên là đoàn trường kinh tế, một bên là cán bộ của xã hoặc huyện, và một bên sẽ là đại diện của nhà trường, thường là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng. Thôi cả nhà mình đừng ký vào nhá, cả nhà ơi. Anh chị, anh em. Mình ơi, bỏ tay ra. Đừng ký vào. Anh ơi, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,
2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2
Nếu tôi không nhầm thì là thảm tặng cho các cháu, thường là giải ở lớp học để mùa đông lạnh cho các cháu đỡ bị lạnh chân. Lạnh chân thì rất là nguy hiểm. Nếu như các bạn hay có thói quen đi chân đất vào mùa đông thì các bạn sẽ rất dễ sau này bị những cái bệnh liên quan đến thấp khớp, bệnh về xương khớp các kiểu, không tốt một tí nào cả. Các bạn nhớ mùa đông thì nên đi đôi tất vào các bạn nhé. Dạ. Sau đấy thì thường thường là sẽ có chương trình trao bằng khen cho cá nhân và tập thể. Đấy, một cái cho cá nhân, một cái thì cho tập thể bộ tộc. Thường thường thì tôi bảo là chỉ làm một cái của bộ của tập thể thôi, nhưng mà quy định như thế. Đấy. Cộng đồng bộ tộc MC Gaming là các ông đấy. Chính là các bạn đấy. Những bạn FA đang ngồi ở đây. Những bạn đã ủng hộ chương trình góp gạch xây trường. Ok, cảm ơn ạ. Rồi cả nhà mình ơi. Không có dập biển công trình à? Chết mẹ, bọn này nó không quay biển công trình rồi. Áo con thỏ cũng té thế. Cái này. Để dạy học sinh. À đây, bây giờ gắn biển. Này hơi hẹp nên là bây giờ mới gắn biển các bạn ạ. Ôi trời, tao cười chết mất. 1, 2, 3 thì kéo nhỉ. Tôi chết mất, nhìn em á, đừng kéo mất ạ. Nhìn anh chụp ảnh cả. Anh sơ đi vào đây. Còn nhìn em kiểu, nhìn em kiểu là 1, từ nhìn em này. Chưa 1, 2, 3 rồi ạ, bây giờ giật đi ạ, thoải mái, giật, quay đi ạ. 1, 2, 3 Ai chuẩn rồi. Cái thằng mà quay cái shot này là một cái thằng rất hay xem tôi đi báo cáo những cái video điểm trường ấy, lúc nào cũng phải có một cái shot quay biển công trình như thế này. Không biết thằng Tú quay hay là thằng Khôi quay, nhưng tôi khẳng định đéo phải là thằng Khôi với cả là thằng Nhím rồi đấy. Chắc là thằng Tú quay. À đấy, hiểu rồi. Quay highlight đúng không? Chuẩn. Dùng điện thoại nó sẽ quay. Để sau này mình sẽ phải làm một cái video tổng hợp lại hết tất cả những cái biển vàng này mà mình đã từng quay. Không đau đầu. Bếp mày đáng yêu vãi. Đẹp đéo chịu được. Nhúng nhính mày. Đây này, dân tộc thật nha các bạn. Mấy cái đồng xu này của nó là bạc thật. Bạc đấy mới là bạc xịn. À, bạc xịn này các bạn. Không bao giờ bị đen điếc gì cả. Không? Đeo cực kỳ khỏe người. Tránh gió. Chúc cháu cảm ơn các chú ạ. Cảm ơn các con. Đáng yêu vậy. Giữ sức khỏe học tập tốt nhá. Vâng. Ừ. Tạm biệt nào. Tạm biệt. Tạm biệt. Ngoan ghê. Lớp này lớp lớn hơn bên kia đúng không chị? Vâng ạ, lớp này 5 tuổi. À, bên kia là 34 tuổi ạ? Vâng, bên kia là 4 tuổi. À, sao? Chào các con. Thì bây giờ mời các bạn đi du lịch cùng bé Nhím nhé các bạn nhé. Wow. Ui, cái gì bên trái đây bé Nhím? Ui, đồi mâm xôi. Cái ruộng bậc thang. Nếu không nhầm. Wow. Đúng không? Nhà bé Nhím đâu? Đúng anh Khôi. Đây, nhà bé Nhím ở đây. Ở đây này. À đây. Đây. Đây là trường học của bé Nhím đây. Ủa, trường gì nhỉ? Trường Tú Nhu. Tại đây là gì ạ? Đây là yêu trường tiểu học. À, trường tiểu học. Ừ. Ui, núi. Đây là giếng nước hả bé Nhím? Đó. Đây là cái gì nhỉ? Dưới này mà. À vâng, đây cái giếng. Hết rồi. Hết rồi thì thôi, chào kết các bạn thôi.
thế thôi, chuyến du lịch của đây, quay thế thôi, chuyến quay ra điểm trường, quay ra chỗ đoạn cổng điểm trường ấy đi. Vâng, chị ạ, chị gọi em. Nói đi. Anh nói đi. Em đeo mic em chào kết đi. Trời ơi, em đeo mic mà anh vẫn nói được mà, nó vẫn thu ấy. Và như vậy là chuyến đi khánh thành và bàn giao điểm trường tại xã Bú Nhu của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải tại xã cái gì Tần ấy nhỉ? Cái gì Pa Tần à? Hay cái gì Tần ấy nhỉ? Yên Bái của chúng ta, Mù Cang Chải. Mù Cang Chải đã kết thúc tại đây, một cách rất là tốt đẹp, rất là vui, bầu không khí vui vẻ, các cháu cũng rất là phấn khởi, nhiệt tình đón tiếp các thầy cô giáo và các vị lãnh đạo cán bộ trên này cũng rất là vui vẻ đón tiếp và cảm ơn, gửi lời cảm ơn trân trọng nhất cũng như là lời chúc sức khỏe đến cộng đồng bộ tộc Missy Gaming, em nhím là Missy Gaming và anh đội Missy Gaming, đúng không? Rất tiếc vì không có mặt của anh độ Missy Gaming. Đúng rồi, tại vì một vài lý do. Lý do thoát vị đĩa đệm. Đúng rồi, nhưng mà vẫn rất cảm ơn anh độ Missy Gaming. Đúng vậy. Đã tạo điều kiện cho các em, như là cho bọn em đi khánh thành điểm trường. Đúng rồi. Đấy. Thì cái vlog quay khánh thành điểm trường tại xã Bú Nhu cũng xin phép là đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog đi khánh thành điểm trường tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh em nhớ đóng góp để tháng 12 này nó bùng nổ hơn nhá, sang năm nhiều điểm trường hơn. Bỏ câu đấy đi khoai. Ok. Ok. Rồi, hay rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa theo chân Lê Khôi cùng với Trần Thái Hia có một chuyến đi huyện Mù Cang Chải để khánh thành điểm trường mầm non Pú Nhu thật là thành công. Trong không khí hân hoan, phấn khởi và thời tiết vô cùng đẹp, chúng ta đã được theo chân hai anh và được xem cái không khí của cái buổi khánh thành ngày hôm đấy. Thật là tuyệt vời. Không gì tuyệt vời hơn là đấy là công sức của tất cả các bạn. Đấy cũng là một video mà xin lỗi các bạn là tôi không thể đi được. Thì tôi vừa bị bệnh trong, nhưng mà mấy cái điểm trường sắp tới tôi sẽ cố gắng sắp xếp xem nếu như tình hình sức khỏe của tôi ok rồi thì tôi sẽ lại quay trở lại công việc của tôi tiếp. Nhưng mà nếu như mà sức khỏe không ok thì tôi nghĩ đây cũng là một nội dung hợp lý để cho các em đi, để cho các em trải nghiệm và các em sẽ quay lại và tôi sẽ cùng các bạn sẽ ngồi xem cái chuyến đấy nó như nào nhá. Check lại donate một cái. Check lại donate cái. Tôi sẽ không làm clip vlog đâu các bạn nhá, tại vì tất cả các suộc từ hôm nay đến bây giờ là anh em mình xem hết từ đầu đến cuối mẹ rồi. Nên là tôi nghĩ là cái việc mà tôi làm lại một cái vlog nữa thì nó cũng đéo giải quyết được vấn đề gì. Mình sẽ đổi cái title này luôn là cái video đi khánh thành điểm trường luôn. Thế là xong. Luôn sau này anh em mình bấm lại phát xem là xong. Ok chưa? Rồi trước khi mà sang bên Nemo thì tôi check lại donate một cái nhá. Cảm ơn bạn Tuấn Anh Nguyễn nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn các bạn mới donate nhá. Nãy giờ các bạn donate nhiều quá. Các bạn Phạm Huy donate 1 triệu nữa này. Em xin góp 2 khối cát xây trường. Nhiều donate quá nên là tôi điểm qua mấy cái donate đáng chú ý thôi các bạn nhé. Có bạn Hoàng Mai Huy donate 100.000, góp 2 viên gạch. Có bạn Leo Náp donate 100.000. Có nhiều bạn donate nhiều trăm nghìn. Có bạn donate 50 triệu bạn ZZ. Uầy, bạn này để đúng quả tên là Z.Z. Nếu để lại một cái thông tin gì khác. Em cũng đóng góp ít xi măng ạ. Cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn bạn ZZ rất là nhiều. Tôi nhận được tấm lòng thơm thảo của bạn rồi. Thay mặt các cháu xin gửi lời cảm ơn đến các bạn. Ui, cảm ơn bạn Luta với 300 đô nhá. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn nhiều. Thank you bạn. Ngoài ra thì chúng ta còn rất nhiều donate nhiều trăm nghìn nữa. Tôi bấm lách lách qua một tí để cho các bạn có thể tiện theo dõi. Xem anh 6 năm rồi, giờ em mới đi làm, có chút tiền donate gửi anh chút quà cho các cháu nhỏ. Có bạn không có tên ủng hộ 1 triệu nữa này. Rồi hết rồi, đây là quay lại mấy cái donate cũ rồi. Tổng hợp lại donate ngày hôm nay. Từ từ, tôi xem lại tiền đô luôn này các bạn. Cảm ơn bạn Hợp Phùng nhá. Có bạn Luta vừa donate 300 đô này. Có bạn góp ít gạch, đây là 1.000 tiền, hình như tiền này của Cộng hòa Séc hay sao ấy. Có bạn này donate 20 đô này, bạn này bạn Long Bún donate 20 euro này. Bạn ông Hoàng donate 20 đô Canada này. Mấy bạn donate ví dụ như bạn Kiều Hân, bạn Mai Hiếu này. Donate qua YouTube thì tôi xin phép bú. Cái này tôi nói với các bạn rồi là tiền YouTube thì tôi không thống kê được nên là thôi thì tôi liếm vậy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và tổng hợp lại tiền donate ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại là ngày 12 tháng 12 năm 2023.
Không, tính đến ngày hôm nay là hết ngày 11 thì đúng hơn. Đầu tháng ngày 12 này thì không tính. Chúng ta có tổng cộng ngày hôm nay là ngày 11 tháng 12. Ở bên WeScan chúng ta có 278.502.000. Ở bên Playdua chúng ta có 901.207.000. Và tổng hợp tiền đô từ các bạn nước ngoài donate về chúng ta có 9.547 đô. Nếu như tôi cộng không nhầm, 2.273 cộng với 7.274. Đấy. Còn tiền tổng bao nhiêu thì đấy là mình điểm qua đấy thôi. Xong rồi anh em mình sẽ tổng hợp lại với nhau vào cuối tháng sau các bạn nhé. Đấy là toàn bộ thông tin của buổi live stream ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ tôi chuyển qua bên Nemo đây. Và báo trước với cả các bạn là ngày hôm nay qua bên đấy tôi chỉ phá đảo nốt trò Lego thôi. Trò đấy thì có nhiều bạn không xem được, cho nên là các bạn cân nhắc trước khi qua các bạn nhé. Đã qua thì anh em mình chỉ ngồi xem mỗi một game đấy thôi các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn và gia đình tuần mới. Cảm ơn các bạn donate sau nhé.